Hello, chào các bạn quay lại với kênh của anh Đỗ nhé. Ta lại tiếp tục với thể loại Let's Review chiến tranh bảo vệ bờ biển với hai con xe, hai con thuyền đổ bộ cao tốc và hai những cái vượt đang đây là đang hướng lên phía phía đồi cứ điểm chúng ta là bọn này rất lì nhé, rất dai nhé, rất chắc quỷ bán này. Ghê nhỉ, nát xác ngay. Sao thế nào, mời các bạn lên nào. Một thuyền đổ bộ lớn, hai thuyền cao tốc đang chạy vào hướng ta bị nát xác. Có nát xác không? Tiến lên vào đây, cho mày một quả tên lửa nổ luôn. Ghê chứ, đứt luôn. Sao? Vào đây. Nổ không? Tiếp đây nào. Lên. À, ba xuồng nào mà để bị bắt được rồi, để chúng nước lên. Rồi. Được đấy, bị lì đấy. Tiếp nào, let's go. Rồi. Như này chặt. Bọn này rất nhanh được. Đây. Đấy, nó cũng chờ ta. Ghê chứ. Trời ơi, xe tăng rồi. Yet, not yet. Lên hộ đây, hộ cái đâu, thổ máu, không cần thổ máu nữa. Khả năng là có đổ bộ được không ạ? Đổ bộ được không? Đổ bộ thì chúng tôi cũng không biết ngay mà. Let's go.
xem sao đâu kẹp cẩn thận đi đấy 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 tiếp 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 mình nhìn thấy một cái chiếc thang đang chở cái gì thằng chưa Thank you.
còn lâu nữa, anh có tên lửa gì đấy, cần có bộ, đừng có bộ, đấy, đổ bộ đừng không, đổ bộ đừng, đổ bộ, đổ bộ đừng biến, nó ra cái gì, nó không nổ được. Trở lại với mình xem cái video tiếp theo nhé.
ต้องหาย